Ngày hôm nay thưa quý vị là buổi chiều ngày hôm nay mưa liên tục, tí lại tạnh, tí lại tạnh xong tí lại mưa. À, từ từ anh ơi, anh cầm hộ cháu nó cái bộ quần áo này cho cháu nó uống cái này đã. Thế xong là còn ấy hai bà học kia thì anh chị thưởng thức tí xem là cái trà sữa này uống như nào nhé. Đấy cháu gái. À cháu này uống hộp nhỏ nhỏ thôi bởi vì bụng nhỏ. mỗi lần mà Xuân Thành đi vùng cao tặng quà cho trẻ con ấy thì thường gọi điện nhắn tin cho chị Thu Phương thì chị sẽ làm cho khoảng tầm 70 hộp trà sữa trân châu để tặng cho trẻ con vùng cao. Thì đấy, mọi người cũng biết, nhiều lần tôi nói rồi, ở vùng cao thì làm gì có điều kiện mà đói uống sữa trà sữa trân châu. Đấy, ách, đi vào đây con. Ê, kể cả sữa tươi cũng vậy. Đấy, thì trà sữa trân châu thì có chị Thu Phương gửi tặng. Thế còn trà sữa tươi, à quên nhầm, sữa tươi thì lại có bạn Nguyễn Quỳnh Trang, công ty Khánh Hòa. Tức là hai vị này là luôn đồng hành cùng cái thông điệp sống để sẻ chia của Xuân Thành. Trong những buổi đi vùng cao thì là bao giờ là họ cũng đồng hành và họ cũng ủng hộ trà sữa trân châu với lại sữa tươi cho tôi, để tôi mang đi tặng cho các cháu. Cháu trai, chú tặng cháu hộp nhá. Cháu trai tên gì nhỉ? Cái gì? Tráng Thái Sơn à? Vừa nãy bảo là mồ côi bố à? Xong là mẹ đi lấy chồng à? Thế là giờ ở với ai cháu? Ở với ông bà nội hay ông bà ngoại? À, ông bà nội á. Anh ơi, anh thưởng thức tí xem là mời như nào. Bác thì cứ để quần áo lên kia cũng được. Đấy. Hôm nay đi là sữa, trà sữa là có nhiều hộp là bị đổ ra hết bởi vì đường quá sóc. Nói thật với mọi người là đường đi vào đây đá, nó dốc, nó nguy hiểm. Xong là bọn tôi leo được qua cái đoạn núi mà để có thể phát gạo vào tặng cho cái bà Cứ Thị Mỹ. Đấy. Đấy, đường quá vất vả, cũng là đường vào đây luôn đấy. Mà thực sự là những cái hộp trà sữa này nếu như là vào mà uống ở ngoài thành phố thì nó đơn giản, nhưng mà mang được vào tới đây thì nó là một cái câu chuyện khác bởi vì đường đi nó khó khăn. Đấy. Nếu như mà những loại đường mà có thể xe máy ơi, đi học đi. Mỹ ơi, đi học đi. Chúng tôi là người giáo viên vùng cao, gần đường xa chúng tôi đến bản, mang trong mình nhiệt huyết thanh xuân vì đàn em thơ. Khó khăn chẳng ngại, những con đường đèo dốc đã treo leo, hừng thầm sâu mấy ai thấu hiểu. Khi đông về lạnh buốt đôi chân, chờ sương bay. Chúng tôi đến bàn, có những đêm lòng tôi tha thương, nhớ quê hương đi đến cha mẹ và cả con thơ hàng đêm nhớ không, đêm nào trong tim không nói thành lời. Có những hôm trời mưa gió rên vẫn băng qua suối đá buồn lầy vì đàn em thơ tung tăng đến lớn. Trên lưng mang theo cái chữ hòa niềm vui chung tiếng hát nụ cười. Giáo viên vùng cao, vườn đường xa chúng tôi đến bản,
mang trong mình nhiệt huyết thanh xuân vì đàn em thơ. Khó khăn chẳng ngại, những con đường đèo dốc đã trèo leo, từng thăm sâu mấy ai thấu hiểu. Khi đông về lạnh buốt đôi chân, trời mưa sương bay, chúng tôi đến bàn. Có những đêm lòng tôi đau thương, nhớ quê hương đi đến cha mẹ và cả con thơ hàng đêm nhớ con, nghẹn ngào trong tim không nói thành lời. Trên lưng mang theo cái chữ qua niềm vui chung tiếng hát nụ cười. Tự hào thay người chiến sĩ văn hóa, tự hào thay người giáo viên vùng cao, tự hào thay người chiến sĩ văn hóa, tự hào thay người giáo viên vùng cao. Thưa quý vị, lúc này tôi đang tặng cái trà sữa của chị Thu Phương ở dưới thành phố Hà Giang, chị là bạn của Xuân Thành. Thế thì thực sự là ngày hôm nay là quá vất vả để có thể mang được những cái hộp trà sữa trân châu để đến đây tặng cho các cháu. Ok cháu trai. Nhanh cả mưa. Rồi. Lên đây cháu ơi. Lại mưa rồi. Hai con ơi lên đây nhanh. Đây. Lên nhanh cả mưa. Ok. Nhanh. Lên đây, nhanh. Đấy. Ok. Lại chạy lên rồi. Lên nào, rồi. Ôi trời ơi. Ngày hôm nay, thưa quý vị, là buổi chiều ngày hôm nay mưa liên tục. Tí lại tạnh xong tí lại mưa. Từ. Anh ơi, anh cầm hộ cháu nó cái bộ quần áo này, cho cháu nó uống cái này đã. Thế xong là còn ấy hai vào kia thì anh chị thưởng thức tí xem là cái trà sữa này uống như nào nhé. Ấy cháu gái. Cháu này uống hộp nhỏ thôi, bởi vì bụng nhỏ. Mỗi lần mà Xuân Thành đi vùng cao tặng quà cho trẻ con ấy thì thường gọi điện nhắn tin cho chị Thu Phương thì chị sẽ làm cho khoảng tầm 70 hộp trà sữa trân châu để tặng cho trẻ con vùng cao. Thì đấy, mọi người cũng biết, nhiều lần tôi nói rồi, ở vùng cao thì làm gì có điều kiện mà đói uống trà sữa trân châu. Ách, đi vào đây con. Kể cả sữa tươi cũng vậy. Đấy, thì trà sữa trân châu thì có chị Thu Phương gửi tặng. Thế còn sữa tươi thì lại có bạn Nguyễn Quỳnh Trang, công ty Khánh Hòa. Tức là hai vị này là luôn đồng hành cùng cái thông điệp sống để sẻ chia của Xuân Thành. Trong những buổi đi vùng cao thì là bao giờ là họ cũng đồng hành và họ cũng ủng hộ trà sữa trân châu với lại sữa tươi cho tôi, để tôi mang đi tặng cho các cháu. Cháu trai, chú tặng cháu hộp nhá. Cháu trai tên gì nhỉ? Cái gì? Tráng Thái Sơn à? Vừa nãy bảo là mồ côi bố à? Xong là mẹ đi lấy chồng à? Thế là giờ ở với ai hả cháu? Ở với ông bà nội hay ông bà ngoại? Ông bà nội á? Anh ơi, anh thưởng thức tí xem là mời như nào. Bác thì cứ để quần áo lên kia cũng được. Đấy. Hôm nay đi là trà sữa là có nhiều hộp là bị đổ ra hết bởi vì đường quá sóc. Nói thật với mọi người là đường đi vào đây đá, nó dốc, nó nguy hiểm. Xong là bọn tôi leo được qua cái đoạn núi mà để có thể phát gạo vào tặng cho cái bà Cứ Thị Mỹ. Đấy, đường quá vất vả, cũng là đường vào đây luôn đấy. Mà thực sự là những cái hộp trà sữa này nếu như vào mà uống ở ngoài thành phố thì nó đơn giản, nhưng mà mang được vào tới đây thì nó là một cái câu chuyện khác, bởi vì đường đi nó khó khăn. Đấy. Nếu như mà những loại đường mà có thể xe máy đi được ấy, thì tôi nghĩ được bình thường thôi. Nhưng mà đây chúng tôi còn phải vác đi bộ leo núi cơ. Giới thiệu với mọi người là kia phía xa xa là những cái hộ dân ở trong cái thôn biệt lập đặc biệt khó khăn Sảng Lùng Vái.
Có nghĩa là vừa nãy hỏi dân thì tính sơ sơ là không phải là 21 hộ đâu mà hình như cũng phải đến 30 hộ nhỉ. Nguyên trong này 30 hộ đúng không anh? Nguyên trong này 30 hộ. Kia có phải vợ của cáu không nhỉ? À thế thằng cu cáu nó đi đâu rồi? À thằng kia. Ra đây anh. Vừa nãy anh nhờ thằng cu này vào gọi à hóa ra đi lấy cỏ về cho bò cho lợn này. À đây 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 chị ơi, đây 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 của chị đây. Ấy, ấy, thưởng thức tí chẳng mấy khi. Thanh niên nào học lớp mấy? Học lớp 6. À, cháu trai, quay ra đây chú tí nào. À, năm 2018 thì Xuân Thành đã đến cái điểm trường này. Ngày đấy điểm trường này là một ngôi nhà gỗ lắp ghép bằng ván, ván gỗ ấy. Thế nhưng mà hở thông toát ấy. Thế mà gió mà nó thổi cho phát thì thôi nó lùa hết vào trong bên trong mà nó lạnh. Mà toàn bộ sân này là sân đất hết. Thế là đấy là từ năm 2018. Đúng là cái thôn này là thôn quá khó khăn về vấn đề đường đi lối lại. Thế thì cuối năm vừa rồi thì tôi mới quay trở lại thôn này. Thì là cuối năm vừa rồi tôi tới đây 3 lần. Thì đầu năm tới giờ thì tôi đã tới 5 lần và lần này nữa là lần thứ 6. Nhưng mà lần này thì tôi cũng đã nói rồi, tôi sẽ ở lại thôn này 3 ngày để trải nghiệm cái cuộc sống của người dân. Mai là tôi sẽ có thể là lựa chọn một gia đình nào đó để tôi đi làm nương rẫy cùng, xem là hàng ngày là họ đi làm nương rẫy ở đâu và làm những cái gì. Đấy. Cô em, bắt tay gái nhỉ? Phải không? Vừa gặp nhau tuần trước nhỉ? Tình hình là thế này. Anh thì là vừa mang gạo vào tặng cho cái bà Mỹ ở trong này này, cái bà mà sống neo đơn ấy. Với lại cái ông bà cụ người kia. Đây đây, đứng lên đây cho đỡ mưa. Với lại cái thứ hai là mai thì là sẽ có mấy đứa em của anh thì nó sẽ chở gạo lên trên này. Thì mai sẽ mang gạo vào tặng cho gia đình em với lại mấy cái hộ khó khăn ở trong này. Nhá. Ừ. Thế là vừa đi cắt cỏ, à, cái kia ai gọi là cỏ? Kia gọi là lá cây đúng không? Ừ. Chưa, chị đứng lên trên này đâu mưa này. Đứng lên trên này này. À, giờ thì có cái lớp học nó, tức là được các đoàn từ thiện tặng. Thì là có cái nền gạch là, đây là nền gạch hoa. Nhưng mà lớp mà học thì là tuy là lớp học ghép thôi, nhưng mà dù sao thì nó cũng rất là kín, cũng là ấm đấy. Nói thật mọi người, chứ mùa đông mà ở chỗ cao như thế này, đây là đỉnh núi cao, mùa đông mà bằng cái lớp học mà ván gỗ ghét vào như ngày xưa ấy, nó hở như thế gió nó lùa vào lạnh lắm. Chúng ta là người lớn còn thấy lạnh, nói gì trẻ con. Thì thực sự là qua những cái năm tháng thì là tôi thấy là ở đây là cũng dần dần là phát triển rồi. À thế là cái điện năng lượng mặt trời kia là của dân đóng góp ạ? À đúng rồi, chứ không buổi tối mà đi lại này vất vả lắm, kể cả có đèn pin thế đúng không? Thế mà sắp tới thì con đường bê tông kia, hôm nọ tuần trước thì mấy thanh niên kia bảo chắc 2 tháng nữa xong. Nhưng mà nãy em nói chuyện với mấy người làm ở kia kìa, họ bảo có mà nhanh may ra thì 4 tháng nữa. Không, em sợ có khi để cuối năm còn chưa xong. Vì bây giờ nó liên quan mà nó gần phá đá nó vất vả quá. Dân thì nó là cái kia không phải được thải nữa mà phải thải đi chỗ khác. À. Rất là hướng ở chỗ đấy. Đúng rồi. Tiến độ là chậm là phải thôi. Đúng rồi. Với lại cái phá đá em thấy đã lâu rồi nhá. Ôi, giờ lại mưa rồi. Thì, nhân buổi hôm nay lên tặng gạo cho bà cụ, mang ít sữa tặng cho các cháu. À, quên, còn túi sữa. Đấy. Thế thì cái này tí để nhờ vào nhà anh luôn nhá. Cả quần áo này. Cả quần áo này là em để nhờ vào nhà anh, xong là mai là sáng mai thì em lại vào đây. Thứ nhất là mai là mang 6 tạ gạo vào đây để tặng cho những cái hộ gia đình đặc biệt khó khăn trong này nhá. Thế thì lại để nhờ nhà anh vậy. Để cho nó gọn, xong là mai mọi người gọi mọi người ra đây nhận cho dễ. Chứ nếu mà đến tận nhà thì cũng được thôi, nhưng chắc chỉ đến một vài hộ thôi. Chứ nếu đến từng nhà một thì chắc có mà đi cả ngày. À, thưa quý vị, những cái hình ảnh mà tôi tặng trà sữa cho các cháu ở thôn Sảng Lùng Vái cũng xin phép được kết thúc tại đây. Và lúc này thì ngoài trời mưa rất là to. Tôi không biết là liệu là từ giờ đến
6:30-7 giờ tối tôi với lại cháu trai này có thể đi ra được ngoài sủa Lùng Vãi không? Bởi vì đi bộ lòng vòng thì cũng hết chỗ này cũng phải 15 phút đúng không? 15 phút thế mà đi xe máy cũng khoảng tầm 15 phút nữa. Đấy, thế thì tính ra gọi là mất gọi là nửa tiếng là chắc ăn. Đấy là đi nhanh mà đấy là thuận lợi. Bây giờ mưa như thế này thì không biết là lúc nào chúng tôi có thể ra được. Mà đường đi bộ ở trên này leo núi như thế thì nó khó đi lắm. Tôi cũng mong là trời Phật phù hộ. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và rất mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang. Xin chào.